một cái đơn, ví dụ như là đơn xin việc thì tại sao lại phải là có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng, là liên quan cái nồi cơm, liên quan cái số phận của mình thì phải cẩn trọng chứ. Thế nhưng mà đằng này quan trọng nhưng mà cũng không có một cái văn bản quan trọng như thế mà không có tư độc lập, thì trên đời này cái gì mới có tư độc lập, đúng không? Tại vậy còn đơn xin việc, xin xỏ gì, hợp tác với nhau mà ăn xin xỏ gì, có ai mấy người, có ai coi mấy người anh xin ra cái gì đâu. Tự nhiên cái thấp hèn hóa bản thân làm gì không biết nữa, đúng không? Thế từ nay về sau là không có đi xin việc nghe, thay vì là đơn xin việc thì ghi cái gì, thư đề nghị hợp tác, đúng không? Nhưng mà khi mà gặp cho phòng nhân sự đọc cái hồ sơ của thư đề nghị hợp tác, phòng nhân sự bảo thằng này lão, cho rớt tôi vào gửi xe luôn. Ở tại vì lão quá, lão quá. Đó. Thế là đơn xin việc thì nghe nó xin xỏ nó hơi thấp hèn, nhưng mà đơn thư đề nghị hợp tác thì lão quá. Vậy có cách nào để mình viết một cái thư mà nó không hèn và không láo có được không? Tại vì ở đời ấy, những người mà hèn với những người láo không bao giờ thành công. Vậy thì có cách nào mà mình hành xử mà không hèn với không láo không? Vậy thì viết làm sao để không hèn? Xin thì hèn, đề nghị hợp tác thì láo. Vậy có cách nào? À, thư ứng tuyển đúng không? Nghe cũng được đó. Có láo không ta? À, không. Có hèn không? À, cũng không hèn lắm. Đó, thấy chưa? Cái đó là tư duy độc lập đó. Tư duy độc lập là không hèn với không láo. Cá tính tức là không hèn và không láo. Còn cái tôi là hoặc là hèn hoặc rất là láo. Tóm lại là ở đời những người hèn người phàm là những người hèn và láo thì không thể nào thành công được. Hèn thì không thể đứng trên đôi chân của mình được, mà láo thì đã đạp lên người khác. Những cái tư thế như thế trong cuộc đời này không bao giờ ngóc đầu lên được.